Theo thông tin gần đây, Harry Kane nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ toàn bộ mùa giải vì chấn thương gân khuèo gặp phải ở trận thua Southampton 0-1. Hiện tại, Tottenham không có tiền đạo nào dự phòng cho Kane. Trong trận đấu gần nhất, huấn luyện viên Mourinho đã phải thử nghiệm Son Heung-min, Dele Alli và cả Lucas ở vị trí tiền đạo cấm. Vì vậy, huấn luyện viên người bố không ngần ngại yêu cầu Tottenham chiêu mộ thêm tiền đạo mới. Khi được phóng viên hỏi về chuyện này, ông đáp: "Chúng tôi cần một tiền đạo mới, đúng vậy, nếu có thể. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc như Son, Lucas, Lamela, Lo Celso, Dele Alli, nhưng chúng tôi vẫn thiếu một tiền đạo cắm đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mua thêm một tiền đạo mới, chúng tôi đang làm mọi thứ nhưng chuyện này sẽ không dễ dàng." Trang chủ Inter xác nhận đã có được sự phục vụ của Ashley Young theo bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải năm nay, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Theo nhiều nguồn tin, Nerazzurri chỉ phải trả Man United khoảng 1,5 triệu euro để có được chữ ký của Young. Như vậy, Young đã trở thành cầu thủ thứ 3 chia tay Man United để gia nhập Inter của huấn luyện viên Conte chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm qua, sau Romelu Lukaku và Alexis Sanchez. Tại sân Giuseppe Meazza, anh sẽ từ bỏ số áo 18 quen thuộc để khoác áo số 15. Sự có mặt của Young hứa hẹn sẽ bổ sung chiều sâu đội hình cho Inter. Đội bóng của huấn luyện viên Conte đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch Serie A cùng Juventus và hiện xếp thứ 2 với 2 điểm kém hơn nhà đương kim vô địch. Mới đây, huấn luyện viên Solskjaer đã kịp hâm nóng đại chiến với việc tiếp tục xoáy vào quãng thời gian 30 năm, Liverpool chưa thể đem chức vô địch Premier League về phòng truyền thống. "Chúng tôi sẽ làm mọi cách để điều đó, tức là việc không vô địch nước Anh trong 30 năm không xảy ra. Liverpool chính là bài học dành cho chúng tôi. Họ đã có một vài lần rất tiến đến gần chức vô địch. Chúng tôi không thể để MU phải trải qua quãng thời gian 24 năm mà không vô địch Premier League. Tôi chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra, sẽ mất thêm một chút thời gian, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ làm được." Huấn luyện viên Solskjaer phát biểu một cách tự tin. Sau trận lượt đi bất phân thắng bại, Solskjaer đã tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng ở màn tái đấu sắp tới, khi Man United cũng là đội bóng duy nhất giành được điểm số trước The Kop ở mùa này. West Ham hiện đang tìm kiếm một cầu thủ để củng cố tuyến giữa. Huấn luyện viên của West Ham là David Moyes muốn đưa về cậu học trò cũ Marouane Fellaini, học trò cũ của ông ở câu lạc bộ Everton. Tuy nhiên, theo The Sina, Fellaini đã từ chối lời mời trở lại Anh của West Ham. Tiền vệ người Bỉ cũng cam kết tương lai với đội bóng ở Trung Quốc và chắc chắn sẽ không đi đâu ở kỳ chuyển nhượng này. Quyết định của Fellaini là điều dễ hiểu khi anh đang nhận mức lương khủng ở Trung Quốc, được cho là vào khoảng 360.000 bảng mỗi tuần và ngang với những ngôi sao hàng đầu thế giới. West Ham dĩ nhiên rất khó đáp ứng con số này cho Fellaini. Tiền vệ người Bỉ được MU đưa về từ Everton và có giai đoạn là trò cưng của huấn luyện viên Mourinho. Tuy nhiên, anh đã bị đẩy sang Trung Quốc kể từ thời điểm Solskjaer lên nắm đội. Theo tờ Bin, Bayern chỉ mua đứt Coutinho vào cuối mùa nếu cầu thủ này cải thiện phong độ trong màu áo hùng xám. Những trận đấu tốt của Coutinho chỉ đến đối với những đối thủ yếu, trong khi anh vẫn chưa có được bàn thắng lẫn kiến tạo nào trong các trận đấu với những đối thủ ở nửa trên bảng xếp hạng. Bayern chiêu mộ Coutinho với hy vọng anh sẽ tỏa sáng ở những trận đấu lớn. Khi cầu thủ sinh năm 1992 này không đáp ứng được kỳ vọng, thì đương nhiên nhà đương kim vô địch Bundesliga có lý do để không mua đứt anh. Theo trang Transfermarkt thì chỉ trong vòng 1 năm qua, giá trị của Coutinho đã giảm mất một nửa, từ 140 triệu euro xuống còn 70 triệu euro. Sau thất bại ở loạt trận cuối vòng bảng trước U23 Triều Tiên, Trang Chosun của Hàn Quốc gói gọn trận thua của U23 Việt Nam qua 3 điểm nhấn: sai lầm của thủ môn, cú sút penalty và tấm thẻ đỏ cuối trận. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc ghi nhận tình yêu và niềm cảm thông của các cổ động viên Việt Nam ngay cả khi U23 phải về nước từ vòng bảng. Trang Chosun cho rằng chỉ cần niềm tin của người hâm mộ dành cho các cầu thủ và ông Park còn vẹn nguyên, ma thuật của thầy Park sẽ không vì thất bại tại Thái Lan mà dừng lại. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ quyết tâm sẽ cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 trong tháng 3 tới.